Và chào mừng mọi người đến với Xưởng Gỗ Một Gia Đình nha. Nay mình sẽ chia sẻ mọi người, sản xuất nó cũng phải đòi hỏi có tư duy quý tộc. Nghe có vẻ kêu nhỉ. Thì bình thường thì mọi người có thể thấy ở đời sống chúng ta nó sẽ chia làm 3 loại. Một là lưu manh, hai là bình dân, ba là quý tộc. Thì để mà sở hữu được cái tư duy quý tộc thì nó rất là khác biệt nha. Mình đầu tiên mình sẽ nói về cái tư duy lưu manh trước. Trong sản xuất đồ gỗ, nếu mọi người sở hữu tư duy lưu manh, ví dụ như bộ này đây là gỗ gõ đỏ đúng không ạ? Rất là mắc tiền. Thì nếu mà tư duy lưu manh thì mọi người sẽ mắc tiền quá nên làm cái gì đây để làm sao cho nó lợi nhuận cao nhất. Mình sẽ bắt đầu phe gỗ, phe những cái yếm này vô, chiếm sau không chạm, mọi người thấy không? Chỉ cần bớt những yếm này to quá, dày quá, làm mỏng ra là mỏng thôi. Hay là cái phần đằng sau thì không cần phải chạm làm gì hết, phần đằng sau để chống trơn thôi, có ai nhìn đâu. Thì mọi người thấy tư duy đấy là tư duy lưu manh, tức là người ta sẽ làm sao đó cho cái lợi nhuận của người ta ở mức cao nhất. Vậy thì còn tư duy bình dân thì sao? Tư duy bình dân ấy thì mọi người có thể thấy là mình làm một bộ ghế, mình đúng chất cây, tức là làm mọi thứ nó đúng chất cây hết nha mọi người. Làm mọi thứ đều là đúng chất cây hết. Nhưng mà cái kỹ thuật của người ta á thì nó chỉ ở cái mức là hôm nay làm mệt quá thôi, làm tới đây thôi, xong rồi kiểu như là cái chân hay là cái phần ghép này mọi người nè. Đáng nhẽ ra nếu một tuần á thì mọi người có thể ra được 5-6 bộ ghế đi. Thì nếu mà tư duy bình dân ấy thì người ta sẽ ra được 5-6 bộ ghế ok, tức là mọi người có thể thấy là người ta làm thật là nhanh để mà nó ra được sản phẩm đó. Tức là người ta vẫn làm đúng chất gỗ cho mọi người, nhưng mà chẳng qua là cái kỹ thuật của người ta nó không thể nào đạt đến được cái tư duy quý tộc. Vậy thì trở lại cái tư duy quý tộc là sao? Tư duy quý tộc thì mọi người có thể thấy là ngoài đúng chất cây ra, mình sẽ sở hữu là cái tính, cái tư duy ngay từ cái anh thợ làm ấy mọi người, tức là rất là khó nha. Là nguyên một cái đội thợ đấy, làm sao đó mình phải là cố gắng xây dựng một cái tư duy cho họ để họ làm một cái sản phẩm thật là hoàn thiện. Hoàn thiện cho mọi người, tức là từng cái đường nét mọi người thấy không? Làm tất nhiên là không phải là một anh thợ là anh ráp từ đầu đến cuối được. Tại vì một cái xưởng ấy thì mình sẽ có tất cả là nhiều anh thợ và mỗi người sẽ sở hữu một công đoạn khác nhau. Do vậy để mà một cái sản phẩm nó lên một cái tầm tư duy quý tộc á, rất là khó nha mọi người. Tức là mình phải đào tạo họ làm sao đó một cái sản phẩm từ đường nét, mọi đường nét đều phải đẹp hết, mọi người thấy không? Do vậy á, thì mọi người có thể thấy là một bộ ghế như vậy á, thường cái giá trị nó cao hơn. Mặc dù mọi người có thể thấy là mình bỏ ra 5-6 tỷ cho mọi người mua một bộ ghế. Nhưng mà nếu cái anh thợ của mọi người không có tư duy quý tộc thì bộ ghế đấy cũng chỉ là bộ bình thường. Chỉ là bộ bình thường thôi nha mọi người. Còn nếu mọi người, do vậy ấy, là trong đồ gỗ mọi người có thể thấy là ngoài chất cây ra thì mình phải sở hữu được một đội thợ sở hữu cái tư duy đấy. Rất là quan trọng nha mọi người. Rất là quan trọng. Do vậy mọi người có thể thấy là những cái sản phẩm bên mình luôn cố gắng trau dồi đặc. Không phải sản phẩm nào bên mình cũng đều được đạt được cái tư duy đó nha mọi người. Tại vì sao? Như mình nói với mọi người đó là mình đào tạo được một đội thợ mà sở hữu được cái tư duy đấy nó rất là khó nha mọi người. Phải liên tục đôn đốc. Thì mọi người có thể thấy là những cái sản phẩm đồ mộc bên mình, đặc biệt là những bộ bàn ghế này, thì sẽ sở hữu những cái tư duy đó, tư duy quý tộc nha mọi người. Thì làm cho bộ ghế của mọi người trở nên rất là quý tộc phải không ạ? Mọi người thấy không? Toàn bộ từ trên xuống dưới, từ đường nét, tất cả đường nét nha mọi người. Làm rất là đẹp nha mọi người. Làm tỉ mỉ và đẹp. Rất là kỹ nha mọi người. Mình đang giới thiệu cho mọi người đây là hai bộ ghế. Một bộ là 77.800.000 nha mọi người. Thì nó khác biệt nhau ở chỗ cái tay con lân nguyên khối này nha mọi người. Lân này là lân nguyên khối thì mọi người có thể thấy là nó sẽ mắc tiền hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì cái con lân này ấy, nó sẽ là lân khối, không hề ghép nha mọi người. Xin nhắc lại mọi người là một khối cây không hề ghép. Thường ấy thì như tư duy lưu manh ấy, thì mọi người có thể thấy là con nghe này nó sẽ chặt ra làm đôi. Làm chi vậy? Để cho nó rẻ.
Còn nếu mà mọi người làm đúng chỉ thuật thì mọi người có thể thấy là vừa ấy xong một quật. Cái này mọi người đang coi đây là từ hàng mộc. Từ hàng mộc thôi nha mọi người. Là mọi người đã thấy là các cái đường chẹm nó quật này, xử lý rất sơn, chưa sơn nhá, đã rất là sạch rồi nha mọi người. Còn nếu mà bộ bình thường như vậy thì nó chỉ có là 66.800.000 thôi. Tức là nó mắc tiền là cái bộ tay ấy mọi người. Bộ tay và bàn hộp. Tức là làm bàn hộp thì nó sẽ mắc tiền hơn là bàn không có hộp. Rồi, cần tư vấn gì thêm về hai cái mẫu này thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới nha. Và đừng quên là những cái sản phẩm đạt tới đẳng cấp từ sản phẩm quý tộc thì mọi người có thể thấy là rất là đẹp phải không ạ? Nếu thấy clip của mình hay thì mọi người có thể ấn like và chia sẻ nhá. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.